Dạ xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Cô chú anh chị ơi, thì sáng hôm nay là ngày 23 tháng 7 năm 2023, hiện tại ở mộ cậu Năm Vũ Linh của chú anh chị có rất là nhiều khán giả đến viếng mộ cậu. Đây em xin chia sẻ toàn cảnh tại mộ cậu Năm Vũ Linh cũng như là hậu trường ở bên trong thì hôm nay nó nhộn nhịp như thế nào của chú anh chị, để cho cô chú anh chị mình xem để thấy được mộ cậu Năm như thế nào ha cả nhà. Bây giờ xin mời cô chú anh chị đi theo em ha. Rất là nhiều khán giả luôn cô chú anh chị. Thì sáng nay thì chị Thanh Loan có đến đem theo những series trà đào. Wow. Ở trên mộ cậu thì 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, mình thấy có gì lạ lạ gì? Những con hạt, những con hạt thì những con hạt có đèn hay sao tối trời bé đó. Mở đèn lên với cô chú chị, cái này thấy lạ ha. Hồi sáng đưa chị cái bự quá, chị đâu lấy đâu là sẽ nó được cái xe lờ chắc mặt thành đèn này nó sẽ phát sáng lên đó. Mà nói chung là con hạt mà đậu trên lưng con rồng đúng không, và đậu trên là chị lấy xong rồi chị ra ngoài chị trả. Ở đây thì em thấy 2, 4, 4 hai bên là 8 9 con, 9 con hạt bệnh bệnh gì hạt cô chú anh chị. Dạ xin chào chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Thì buổi sáng hôm nay thì ở mộ cậu Năm thì có rất là nhiều khán giả đến viếng luôn á cả nhà. Thì 10 con, có rất nhiều cô chú đến viếng cậu Năm này cả nhà. Thì buổi sáng thì cũng có nhiều cô chú xong rồi về rồi thì giờ có thêm mấy cô chú này đến viếng nữa cả nhà ơi. Ở đây cô giáo nè cô chú anh chị. Dạ mình đi qua đây, nó là đông luôn á nha. Cô giáo ở Củ Chi có đem bánh mì tới để viếng cho cậu. Ai chở bom anh? Sao, ai chở bom vậy? Thì, công hả? Sẽ là bánh mì chay. Hai con công này đây. Ừ, hai hai chú công. Tải bom. Chở bom, chở táo. táo lê. Bom nghe ghê quá anh. Ba nãy giờ biết kêu gì không? Anh gì kêu bằng chú công không à? Chú Ủa quên chú hạt lộn. Chú hạt công. Ừ, kêu đây. Đây. Thì lộn. Dạ hai chú công này đang lê với táo. Đây là em biết con nào con trống ở máy không? Trống máy ha, để em nhìn cái mồng nữa. Không, cái con bên đây máy nè, con bên kia trống à. Vậy chứ sao, cái con trống lúc nào cũng chở nặng. Dạ ừ, con máy chở nhẹ. Dạ ok, chính xác. Dạ con này con trống đúng không? Dạ ok. À, rất nhiều bà con đến viếng cậu Năm luôn cả nhà ơi, rất là đông luôn. Thì đây là những cái bánh mì của trời, cô giáo nữa. Trên đây có mấy cái mấy cái này, mấy cái đèn hả ta? Tới những ly trà đào. Mấy đèn hả? Nghe anh em nói là buổi tối đẹp lắm. Đèn hả vậy? Trên cả thiệt mấy đèn hình con hạt. Rất là đẹp ha. Bà con cô bác thì yêu mến cậu Năm. Đến đây sáng nay rất là đông. Bà con đông luôn cả nhà. Thật sự mà nói là thì, mọi người thấy hương thôi là thấy là quý rồi. Thấy hương không? Nếu mà tối nó có chắc nó màu này nè, màu tím. Nghe nói là màu tối đẹp lắm. Ừ. Nhưng mà mình đâu có ở đây buổi tối. Con này là con gì? Thì sáng ngày cũng được. Cái này chỉ thiết kế được mấy cái hay. Không mà không có lên nhưng mà được chị Hồng Ngọc tặng cho mỗi anh em một cái tờ giấy số lấy lọc này cả nhà. Em cảm ơn chị Hồng Ngọc nhiều. Em cũng không biết chị Hồng Ngọc là ai nhưng mà nghe là chị Hồng Ngọc là cũng là một khán giả rất là yêu mến cậu Năm. Tặng quà cho cậu Năm rất là nhiều luôn cả nhà. Như là bình lục bình nè, con rồng nè, là chị Hồng Ngọc chị tặng. Cảm ơn cô chú anh chị. Nói rồi đó nha, lấy mặt bệnh đánh chịu. Đây là mấy con hạt. Con hạt. Gì cục vàng. Chị chào cục vàng. Chị không có áo bự quá chị không mặc. Em là hiện hiệu không cần giới thiệu. Mộ cậu thì đây cả nhà thấy nè. Chú Tiểu là năm thần rồi đâu có thể mặc giống được. Đúng không? Đâm chồi lên này cả nhà. Cái bông trang của chị Hồng Loan đem lên đó. Có
một sự bất ngờ là đâm chồi nữ lộc, báo hiệu là những cái lộc, những cái may mắn bắt đầu. Dạ, ừ đúng rồi. Sắp đến ngày con rồi, sắp đến con của cậu rồi. Mì chai. Bông. Chai anh, chai chai. Chai này của cô giáo hay gì ạ? Tại vì em có ăn lần rồi. Thì có trên bàn cậu Năm thì có nhãn. Cô ở đâu cô? Trời đất ơi, thiệt chứ. À, cái bình này hôm qua hình như là của khán giả tặng cho cậu Năm. Để đừng nha. Ở đâu là cái đầu? Mẫu nào cũng vậy. Dạ. Quan. Rồi. Bia mộ ở đâu? Cô ở An Giang. Hồi qua. Hồi qua nó quay lên video rồi. Có không? Có. Video nó nói cái hũ gì, hũ lạ gì đó. Ở ngoài không thấy. Dạ, coi TV truyền hình ha. Màu sắc chị vô chị kiếm thằng nha. Mà cô là cũng thằng nha tao, mà quên cái vụ cái thằng này đừng nha nữa. Dạ lời kia lên. Chị thấy đóng cái lưng người mà nói chuyện muốn nói gì nói. Tình có nghĩa. Dạ. Sống có tình có nghĩa lắm. Ai cái hũ này chắc 10. Có hậu luôn. Có hậu luôn. Có đức mà có tài luôn. Dạ. Ừ, quá quý cả nha. Kêu kêu người ta đợi mình. Dạ. Rồi. Đẹp cô. Rồi em chào chị nha. Chào cô. Chào cô. Rồi, cô. Chào hết trơn. Dạ, chúc dạ. Con sức khỏe nha cô. Dạ. Đó cô chú anh chị thấy không là đã hơn 4 tháng qua rồi mà bà ơi, con cô bác bé Thảo, bé Thảo đốt nhang cả nhà ơi. Tới rất là đông luôn cô chú anh chị, tới rất là đông. Em phát hiện một con miner đang đốt nhang cho cậu Năm. Những có những miner dễ thương cả nhà. Chưa tới lần nào luôn cả nhà. Thì bây giờ bây giờ từ đây mà bữa nay là chị em hậu trường có đồng phục phải nói là bà con cô bác đến là rất là đông. Còn nữa cả nhà, cậu Năm còn sôi động hơn nữa, nhộn nhịp hơn nữa vào những ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật của chú anh chị. Bữa nay thứ bảy là bà con đến viếng đông quá cả nhà ơi. Có cô chú đến viếng nữa. Có mà em không có mặt chung đây. Đây có cô chú đó, đến viếng. Đây là nghe nói là những cái con hạt này là của chị Hồng Ngọc. Đó, được gắn ở trên ông rồng, trên lưng ông rồng. Dạ. Hạt đậu trên rồng. Đó, ban đêm thì không biết sao, nhưng tối nay để nó này không biết là nó tự động hay cô hay là mình phải mở không biết nữa. Hình như là phải mở cô chú anh chị. Bữa nay thì trời hơi nắng. Ban ngày thì không thấy được cô chú anh chị, có lẽ ban đêm á. Ở đây em thấy có cái nút on, nút off nè. Thì có lẽ là tối mới mở nó mới thấy được. Ban ngày thì không thể nào thấy được. Ban ngày thì nó hấp thu ánh nắng, hấp thu ánh sáng. Thì giống như ở đây nó có một cái cọng dây điện lên nè. Một điện năng lượng mặt trời thì nó lấy điện từ đây. Rồi sau đó thì nó hấp thu điện, rồi bắt đầu nó truyền cái tải cái điện đây. Trên đây nó có một cái bóng đèn. Chắc có lẽ là ở phần này nó có một cái bóng đèn. Rồi xong nó dạ lên. Nó dạ lên cái con hạt này. Cái con hạt này nó màu hồng màu đỏ đó. Nó tỏ ra thì làm cho con hạt màu hồng màu đỏ nó đẹp thôi cô chú anh chị. Em nghĩ là vậy. Mà cái quan trọng, cái hay ở đây á, là sử dụng bằng cái năng lượng mặt trời. Nếu mà cái này nó bền ha, là mình xài rất là đẹp luôn. Mình có thể trang trí như thế này rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Phải nói là chị Hồng Ngọc có những cái suy nghĩ có khá là hay ha. Em nghe nói thôi nghe cả nhà, nghe nói là của chị Hồng Ngọc. Thì thôi thì cũng cảm ơn chị Hồng Ngọc ha. Cảm ơn chị rất là nhiều đã suy nghĩ về cô Năm. Cô Năm thì có thêm mấy tốn công tốn sức coi như suy nghĩ ra những cái hay, cái đẹp và cái độc, cái lạ luôn của chú anh chị. Chúc chị nhiều sức khỏe, nhiều may mắn ha, và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Những cái gì may mắn và sẽ đến với chị ha chị ha. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Và bây giờ em xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở video tiếp theo. Yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Thì xin chào, tạm biệt và con cô bác đến viếng cậu Năm xong rồi đi đi ra ngoài nhà chờ á, ngồi nghỉ á cả nhà. Thì mát. Em không có lên. Bữa nay